Xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thì hiện tại Thanh Trương đang cùng với ekip đoàn phim Anh Không Dừa đấy đi quay bộ phim Bầu Cua Cá Cọc. Hiện tại thì đang có mặt ở Bình Chánh, giáp Long An. Nói chung là một cái cảnh quê rất là thanh bình và mát mẻ. Nói chung ngày hôm nay là nó nắng chang chang rồi. Được bây giờ thì nó lại có, nó dịu trời một xíu và rất là đẹp. Đó, bà con chòm xóm đến xem rất là đông. Đó. Đây. Đây anh, lên chơi. Dạ. Xin giới thiệu mọi người, đây là anh Hoàng Mai Tứ Quý, mới làm quen được với anh hôm nay. Dạ, chào kênh anh Trần Huy Dương nha. Dạ, hôm nay mới được qua thăm vườn mai của anh. Dạ. Vài bữa mà một rừng hoa mai nữa là anh cho em xuống nha. Dạ. Chào khán giả. Dạ. À, mọi người đăng ký kênh anh Hoàng Mai Tứ Quý nha. Dạ. Là mà sắp tới là Thanh Trương có cái gì vui vui thì Thanh Trương xuống hai anh em chơi quay với nhau. À, nói chung là đang ekip đang nghỉ ngơi một chút nên là lòng của tay ta nhà. Đây là bối cảnh chính của đoàn phim ngày hôm nay ạ. Đây, đây cảnh vật thì nên thơ chữ tình này quý vị khán giả. Đó, miền Tây sông nước, tuy là mới ở Bình Chánh nhưng mà nhìn nó rất là thơ mộng nha quý vị. Đây, hai bên hàng là xã rất là nhiều. Đó, cánh đồng thì lúa vàng. Này, bà con đang đến xem rất là đông này. Đây. À, ê, con Rồi, đẹp trai quá trời, sau này làm diễn viên nha con. Xấu quá, che cái mặt lại kìa. Ê, bà, hôm nay bà con cô bác là đến xem. Nãy giờ hả, chắc phải sát đầu đi chỗ khác cộng. Đó, đến ủng hộ. Anh hầu hết là ở đây là anh em của nhà anh, trong nhà hết không anh? Cháu của nhà này không à? Nhà. Mà chưa hết hả? Chưa hết hả? Chưa hết hả? Tại vì cái ông cụ hồi nãy ngồi là 90 mấy tuổi lận. Dạ, dạ. Ông nói là chỉ có gia đình bên đó, gia đình bên đây thôi. Chưa đủ, mới cho cái trăm người thôi. Dạ. Cái trăm nữa hả? Ừ, nhiều hà. Con này nó hiền mà. Ôi cái gì, có quý vị căn nhà đây là có đất, là có rau, có thuốc rồi nhá. Này vú sữa, ngò gai, để vú sữa này, chanh này, cái viên này đầy. Dạ đâu à? Có gì lưới ở đâu em quay nào? Đâu? Đâu? Chị vừa lưới có chục ký hả? Đậu không chậu? Trời ơi! Đúng rồi, mình nói luôn đi. Cái đâu, cái sống đời đâu chị? Nói chứ. Không, không sống đời nè. À đây hả? Trong shop. Có lùm mía ngoài nữa kìa. Đậu luôn cô dễ hả? Mỗi mía cắt chơi vậy mà nó mập. Không bớt cái bông bự lắm á, cắt rồi nó tàn. Đúng, đúng là cái bàn tay vàng trong làng miệt vườn rồi. Trời ơi, thấy queo trơn bông tiền vàng. Ô trời ơi. Chút bộ dân bộ sao chín mấy cũng bia rồi nha. Ủa chín mấy vẫn uống bia. Ủa, dạ. Nó lít bình thường. Bí quyết sao chỉ con đi. Dạ. Để tí con hỏi coi. Cho bí quyết. Dạ. Tên cái bí quyết. Dạ em là Trần Thanh Trương. Trương hay Trương? Trương xe hát Trương chó rồi chứ không phải Trương Châu. Ý là CH hay TR đó. Ok, dễ nhất cho được cái người CH Trương chó. Mùa mấy Trương? Dạ em mùa 5 2018. Đó. Đó, phải anh đi rồi rớt rồi anh em đi được. Rồi em xin phép anh đi vô trong đây nha. Đây. Con chào ông ạ. Em xem. Đây đang quay nhà của ông đó quý vị khán giả. Đây đang quay nha, quay phim không được chửi thề nha.
không ai giữa thề. Vô vô coi mãn thôi miễn. Ui rồi. Rồi Tư. Tư cho em mượn 70 nè, gửi lại anh chịu nè. Trời ơi. Là lạ mà. Là lạ Mỹ đó. Đây quý vị khán giả, đi làm phim vui không quý vị khán giả ơi? À, tuy là nắng nhưng mà cực nhưng mà cũng vui à. Cảnh đẹp không quý vị khán giả? Đó, những cây sống đời, những dàn mướp, những cuộn rơm, anh cương dừa. Hèn gì, tao đâu nghĩ ông đơn giản vậy đâu, để cho hai đứa mình tại chốt gì được. Không, cái này em bịch đi, tôi giống tảo mày quá cái anh chị. Em lấy hai tay em bịch lên. Mấy một, mấy hai, mấy mấy đại, ba mấy. Làm xé. Đẹp quá, nhà cái dàn này đẹp quá anh ha. Quay cảnh cảnh. Vì cái thế này đẹp không? Thế đẹp ạ. Đóng vậy, hay là mấy chỗ nào? Giờ nguyên ba lô đậy lại. Thôi không? Không sao đâu, gỡ đi. Có thể gỡ mà mệt luôn. Thôi, vũ định sao không? Có cần hỏi gì chứ? Bốn chị em siêu nhân. Anh thiết kế. Đang thiếu 5 phút. Đây chúng ta cùng gặp. Đó thấy chưa? Những cái bụi xá nhìn đẹp lắm quý vị khán giả. Ở giữa bụi xá có hai cô gái xinh đẹp. Hai chị Thùy. Với chú Bảo Trùng. Đó, chị Thùy với chú Bảo Trùng. Sao anh? Sao anh Dũng? Anh Dũng em quay tí hình Dũng. Tập cuối anh nẻ anh mấy phần đoạn sau này anh có ghệ. À, có ghệ hả? Ừ. Miami anh? Ừ. Miami. Đó, vừa sai thấy không? Dạ. Ông. Đây quý vị khán giả ơi, đó Thanh Trương đang đi quay cùng chủ, phim chủ nhà lẽ đi vô hả? Bầu cua cá cọp. Đấy, cái này là do kịch bản Thanh Trương viết nha. Đấy, đang quay ở dưới Bình Chánh nha, thấy chưa? Đây là trái xoài này, xoài bưởi nhá, tên lạ không lắm, lần đầu tiên thấy cây nào cái to to mà trái xum xuê luôn. Ôi rồi rớt luôn như sầu riêng á, rụng như sầu riêng á. Quay bà chủ nhà này đưa cho bà lên. Dạ, yeah, em chào chị. Em đang quay phim bên kia á chị. Dạ, yeah, đây là hai cái xoài nhà chị á. Ở bên đây. À bên đây. Trời ơi, đã quá trời. Ở quý vị ăn nhà cha nào cho đây. Nó bằng bàn tay á mà ăn ngọt lịm luôn. Ừ, trái này ngọt nè. Đó, một chai đã ra thấy chưa? Đã quá. Đấy, chưa luôn. Quay chính cái gì đây? Nè, em cầm mấy trái này qua bảy nha, gọt trái nó ăn nè. Nó dập sơ một tí thôi chứ không. Ồ, bắt được luôn. Ôi, rồi. Trời được luôn kìa. Đi như câu cá vậy. Mọi người đã quá. À, quý vị ơi, thì nãy giờ Thanh Trương quay vlog quý vị khán giả, nãy giờ quay lén quay lút các chị em ai cũng bận việc cá cho nên là đâu ai dành thời gian quay clip với Thanh Trương đâu, cho nên là nhưng mà thực sự là hôm nay là xuống đây là Thanh Trương khá bất ngờ vì cảnh ở đây nó đẹp quá quý vị khán giả, nó trữ tình anh nhỉ. Kia là hoàng hôn, em với anh Hoàng Mai ngồi tình tứ như đôi chim non mới ra vàng. Có hoàng hôn đúng không? Đó. Dơ mà cuộn được, thành ao cuộn cá như vậy. Hồ chuối, ao cá, chuối, trời chuối tiêu. Chuối tiêu nữa. Trời, quá đẹp luôn quý vị khán giả. Hai bác đang ngồi cầm gãy nữa. Dạ. Sáng giờ thì em chưa được quay, không biết nó có quay được không. Tại vì là có nhiều phân cảnh lắm quý vị khán giả, cho nên là cái bộ phim bầu cua tôm cá này thì hy vọng quý vị khán giả sẽ đón nhận. Và Thanh Trương nghĩ sẽ là món ăn, một cái món ăn tinh thần khá là thú vị. Theo riêng em không dành về phim nhưng mà em thấy cái này nó cũng kịch bản coi sơ sơ thấy hay á.
Dạ, hai cha anh em. Bà con vác đấu xem nha. Lúc đầu em với anh Khương bàn nhau rồi, em về em biết là bọn em là nghĩ là mắc cười rồi. Không, anh đừng em bị cái sai lầm. Không phải sai lầm mà em bị mấy lần rồi. Mấy lần người khen không? Không phải là khen mà anh Mãi là anh nó nói với anh Trương là cái tính anh là tuy anh nó lớn hơn tụi em rất là nhiều nhưng mà anh nó gọi quen rồi, đúng không anh? Anh cứ thích gọi ví dụ như Trương là hay gọi kiểu mình xưng hô nó quen. Cái này mình cũng hơi bí mật hay chứ thấy nhiều công đoạn nãy coi thấy rất hay. Thì đúng rồi, nó hay mà anh. Cái ý nghĩa ngày Tết và nó hơi hài hài và nó nhiều câu chuyện. Nó vui. Không, ý là em đang nói về cái xưng hô anh, đừng có xưng hô là em. Kêu bằng em đại phải không? Gọi là em Trương. Anh xin anh đi tại lớn hơn nhiều chứ không khán giả. Chết đấy. Quý vị khán giả đây đẹp quá anh ha. Mai mốt hôm nay cũng là cái duyên được gặp anh Hoàng Mai đây và biết Mai của anh cũng quá đẹp, nói chung ngưỡng mộ quá. Với lại ở đây không gian nó quá đẹp thì hy vọng là sắp tới là Thanh Trương rồi anh Minh rồi cũng như là anh Hoàng Mai cũng như mấy anh em mình bày trò mình chơi ở đây. Không, bà con nhìn về hướng đó thì bác đang trồng rau, thế là như là che như rừng á. Ôi anh bữa đâu anh em mình làm cái clip mà mình nướng cá ở đây thôi. Ôi trời ơi. Nhậu ở đây rồi là quá tuyệt vời luôn. Thì mình bắt cá từ đây lên nè. Đó cá đặc lưng nè. Đó nó đồ ăn đó. Thì mình bắt từ lên mình nướng luôn như dân giả ha. Dạ. Rồi dạ. Nướng gà các thứ đẹp lắm anh nhà. Dạ. Quý vị khán giả đúng là ở Bắc Kinh Chương thì không có những cái cảnh nó trong nước vậy nên nó tuy cũng... ở đây nó cũng là bình chấn nhưng mà thấy giống đồng quê không? Dạ đúng rồi, y đồng quê luôn á, cũng như miền Tây á. Dạ. Hy vọng quý vị khán giả sẽ đón xem bộ phim Bầu Cua Cá Cọp nhá, một bộ phim mà lần đầu tiên là anh Khương giao cho Thanh Trương viết, nhưng mà tuy là viết vậy thôi nhưng mà anh cũng sửa lại nhiều, với lại mong là quý vị khán giả sẽ ủng hộ phim mà cũng như là sắp tới là Mai nhiều lắm anh ha. Dạ. Sắp tới là Mai nhiều, quý vị khán giả Thanh Trương cũng sẽ xuống quay với anh cho nó vui. Quý vị khán giả sẽ gọi Mai nha, quý vị sắp Tết rồi. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những clip tiếp theo.